Xin chào chị em đã quay trở lại kênh Hàng Vip. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu đến chị một chiếc máy lọc nước ion kiềm của hãng Toto. Chiếc máy này là chiếc máy model là TEK511B1SX. Một đèn dài kinh khủng luôn. Chiếc máy sản xuất năm 2007 nhé. Chiếc máy đã qua sử dụng. Chiếc máy này là một dòng máy âm. Máy âm thì chị để tất cả mọi thứ máy này, dây dẫn này, nó đều ở dưới cái gầm chậu rửa nhé. Và ở bên trên thì nó chỉ có một cái bảng điều khiển rất là nhỏ gọn như vậy thôi này. Cái bảng điều khiển này mình có thể mình dán vào tường hoặc mình để cho nào vị trí nào mà phù hợp với bếp nhà mình. Chiều ngang của nó khoảng 15 cm, 15-18 cm nhé. Chiều cao khoảng 6 cm, dày nó chắc khoảng 2 cm. Rất nhỏ gọn. Ở bên trên là chỉ duy nhất có một cái bảng điều khiển thôi nhé. Và một cái vòi để chúng ta lấy nước sử dụng thôi. Còn tất cả máy này, dây dẫn này, nó có một dây thải và hai dây, một dây cấp, tất cả mọi thứ là nó sẽ chìm ở bên dưới chậu rửa với cả cái bàn bếp như mình luôn. Rất là thẩm mỹ, nhỏ gọn. Anh chị nào muốn cái bếp nó gọn gọn thì mình có thể dùng dòng máy âm này thì rất là tiện nhá. Con máy này thì ưu điểm của nó là cái dung tích lọc của cái lõi ấy, rất là lớn luôn. Lõi anh chị mua mới nó sẽ là lõi lọc mà 52.000 lít, dùng chắc được khoảng 6-8 năm nhá, tùy theo chị lấy thì lấy nhiều nữa. Nó lọc ô tô là nó sẽ lớn nhất trong các loại máy lọc nước ion kiềm luôn. Mua một cái lọc nó khoảng tầm 3,5-4 triệu rồi đó, nhưng mà chị dùng được rất lâu nhá. Nói chung về kinh tế lõi lọc thì Toto đứng đầu luôn. Và con Toto này nó có một cái hệ thống vệ sinh tự động bằng nước nóng, nên là nó là chế độ này vệ sinh độc quyền của hãng luôn, tất cả các hãng khác không có nhá. Nhưng Toto là vệ sinh bằng nước nóng. Con này về thì chị nhìn thấy cái này, khá là mới hình thức này. Cái bảng điều khiển này thì nhìn thấy nó sẽ có nút này là nút để chị cài đặt giờ để nó vệ sinh máy này, vệ sinh nước nóng á. Nút này là khi chị lấy nước 10 chấm này để ngâm rau củ quả này thì nó sẽ thải nước có độ pH 3 chấm để chúng ta để rửa bát rửa đũa được nhá, lau nhà. Nước 5.5 để rửa mặt. Cái bảng điều khiển này nó có hình ảnh khá là dễ dùng. Đây là pha sữa uống thuốc này, là nước trung tính này. Đây là nước uống làm quen mức kiềm yếu khoảng 8.5. Nước uống làm quen tờ thứ hai, nấu cơm nấu canh khoảng 9.0. Và mức kiềm thứ ba, mức 9.5 uống hàng ngày và pha trà pha cà phê nhá. Đây là ngâm rau củ quả. Đó, mình dán vào tường, mình treo lên tường, mình để dưới cũng được nhá. Rất là nhỏ gọn. Còn cái máy này thì nó không có nút gì hết thì nhá. Cái phần này là phần dây nước thải này. Nước thải nó sẽ đưa lên đây để nó chạy lên cái bàn, hoặc chúng ta cho thải ra ngoài chỗ nào chúng ta muốn nhá. Máy này còn khá mới luôn. Trước sau thì đây, phần đã lọc nó ở sau này. Chiếc máy này nó có một cái phần khay chứa nước này, nếu mà khi mà nước ví dụ trong trường hợp mà máy nó bị tràn nước ra ngoài kìa thì nó sẽ có một cái thiết bị bảo vệ ở dưới này. Khi mà nước nó đầy lên đến nó chạm hai cái thiết bị đó thì nó sẽ tự ngắt điện nhé, tự đóng nước lại. Nói chung là khá an toàn. Nên cái van này, bộ phận nói lọc thì nó sẽ ở đằng sau này. Anh chị bạn cái nút này nhỏ này ra này. Cái này cũng chính là cái anh chị sẽ bổ sung canxi vào đây nhé. Canxi tức là bổ sung khoáng, với những vùng nước thiếu khoáng thì mình sẽ cho canxi vào đây. Và bên trong này đây là phần lõi lọc bên trong vậy này. Đây là phần lõi lọc này. Đây là lọc của máy nhé, 52.000 lít luôn. Cái này là cái để nó cái bình đun nước nóng để nó vệ sinh máy này. Nó sẽ đun nước nóng này nó vệ sinh luôn. Đây là Toto thì chế độ vệ sinh tự động nó thì rất là xịn sò luôn. Bảng điều khiển này chắc phải 90-95% nhá, rất mới luôn. Mọi chức năng bấm bình thường này. Và bây giờ sẽ mở nước để test máy cho chị nhá. Ở phần phía sau này chị này, phần phía sau này thì nó có mấy cái dây này, em chỉ cho chị luôn. Đây là phần nước thải đây này.
và đằng sau này nó có hai cái dây nữa. Thì anh chị lưu giúp em dây ở bên phía bên trái nhé, bên 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 ngoài này là dây nước cấp, còn bên trong này nước ra để sử dụng nhé. Nó chỉ lưu ý hai dây thôi, mình nắp ngược thì nó sẽ không có điện phân được. Máy đằng sau cực kỳ mới luôn. Đây là phần dây cáp nhé, cáp này nó phải tháo ra rồi, cái đoạn này để anh chị khoan cái lỗ ở cái phần chậu rửa cho mình, đưa dây cáp này xuống cái phần dưới máy, nên nó phải có một cái đoạn kết nối này. Rồi bây giờ em sẽ mở nước này, mình sẽ mở cái phần cấp nước, đây phần nước ra sử dụng. Nó đây là nó đã vệ sinh xong rồi nhé. Bắt đầu nó vệ sinh xong thì nó ở mặc định của nó sẽ về cái chế độ nước trung tính này để pha sữa ống thuốc này. Khi lấy nước trung tính thì chiếc máy ô tô này nó sẽ không có nước thải, còn một số dòng máy khác thì nó có nước thải nhé. Đây là do nhà sản xuất thôi chứ. Nhà nước trung tính là nước không qua điện phân, nó chỉ qua lõi lọc thôi. Để nó lọc sạch độ pH khoảng 7.0 đến 7.5. Ở đây em test em lấy nước trung tính trước luôn. Rồi tốc độ nước chảy như vậy nó sẽ khoảng đâu đó 1.5 đến 2 lít/phút anh chị này. Khi test nước thì chị lấy từ nước trung tính trước nhé. Sau đó thì mình sẽ quay lại lấy nước axit sau. Rồi nước trung tính này, nước 8.5 này. Nước 8.5 là nước uống làm quen. Với những người chưa uống nước yêm kiềm bao giờ thì mình nên uống làm quen một tuần đầu tiên. Sau khi uống đồng quen đầu tiên mình sẽ chuyển sang uống nước có độ pH 9.0. Và nước này đồng thời mình sẽ dùng để nấu cơm, nấu canh luôn nhé. Anh chị test máy lưu ý giúp em là khi mình mới chuyển chế độ xong ấy, thì mình chờ khoảng 3 đến 5 giây đó mình bắt đầu mới lấy nước nhé. Tùy loại máy, có loại máy thì mình sẽ phải chờ lâu hơn. Khi anh chị lấy luôn thì nó sẽ nước ra nó không chuẩn được. Tiếp theo nước có độ pH 9.5. Nước này chúng ta sẽ làm mức nước uống hàng ngày. Và chúng ta chỉ dừng lại uống ở mức 9.5 nhé, không uống cao hơn nhé. Nếu chị uống cao hơn thì lên có ý kiến của bác sĩ. Mức 9.5 này đồng thời chị sẽ dùng để pha trà và cà phê này. Chiếc máy này thì trong cái khoảng từ 7.0 đến 9.5 này thì uống được thì họ sẽ cho mình nhấn chuyển đổi liên tục. Nhưng mà khi sang cái mức nước axit và mức kiềm cao này thì họ sẽ không cho mình nhấn thẳng nhá, mà mình phải tắt nước đi mới được. Đây, ví dụ em nhấn nước kiềm cao không được này, axit không được luôn này. Thế chị phải khóa nước lại sau đó mình mới chuyển được, tức là họ sợ mình uống nhầm á. Đó, khi mình khóa nước lại bắt đầu anh chị nhấn được nút nước rửa mặt này, nhấn được nước kiềm cao này. Và khi mình nhấn nút nước kiềm cao này như này, ngâm rau củ quả có hình lá rau này, thì nó hiện cái nước có độ pH thấp là khoảng 3.0 nhá. Đèn nó hiện đây. Đó thì mình sẽ mở nước nhá. Ví dụ mở nước này. Nước có độ pH 10.0 này thì anh chị dùng để ngâm rau củ quả để loại bỏ các độc tố trong rau củ quả mà nước thường không rửa trôi được nhé. Và nước thải đó thì nó khoảng độ pH khoảng 3.0 đến 3.5 thì mình dùng để lau rửa nhà cửa, rửa bát khá là tốt.
3.0 bỏ đây riêng này. Rồi bây giờ bấm xuống đến nước 5.5 này. Xuống 5.5 thì mình lại phải khóa nước lại, mình bấm 5.5 mới được này. Nước 5.5 này nó dùng để làm đẹp, dưỡng ẩm da rất tốt, anh chị có thể dùng để rửa mặt mà hoặc là tắm mình nhá. Tắm thì mình có thể mình tắm nước thường xong thì mình có thể mình lấy 2-3 lít nước sau đó mình rội lên người cho nó dưỡng da tốt anh chị ạ. À, nước thải của cái nước rửa mặt này thì nó lại có độ pH cao khoảng 10.0 đến 10.5. Rồi mình khóa nước lại nhé. Khóa lại cho nó, bây giờ mình sẽ nhỏ độ pH vào này. Đây là nước nước thải nước rửa mặt này, có độ pH khoảng 10 đến 10.5 này. Nước rửa mặt nước trung tính này. 8.5 này, 9.0 này, 9.5 này. Và đây là có 10 chấm. Khi anh chị thử độ pH đây thì mình sẽ nhìn nó tương đương bằng màu nhé, chứ nó không có chính xác 100% được. Đấy, tùy theo cái chất lượng nó lọc còn lại, tùy theo chất lượng nước đổ vào, tùy theo cái tốc độ nước mà anh chị để nó mạnh hay nhẹ nhé, thì độ pH nó ra khác nhau nhé. Mình chỉ thấy là tất cả các màu nó ra khác nhau là ok. Còn nếu mà màu nó ra một màu thì nó không điện phân nhé. Còn nó ra ví dụ như là màu tím này, tím nhẹ, tím đậm, đậm dần thì ok. Trung tính nó sẽ màu như vậy này, chứ nó không có ra chính xác màu xanh lá cây được. Tại cái bảng màu mỗi chỗ in một khác nhau đấy chị ạ. Nên là mình chỉ thấy nó tương đối được rồi. Các màu ra khác nhau tức là máy hoạt động tốt. Ở đây nước có tính axit cao này, khoảng 3 chấm anh chị thấy nó bắt đầu sang màu cam hơn này. Đó, máy hoạt động ok bình thường nhá, máy còn sử dụng rất đẹp luôn. Những dây này thì em test tạm thôi nhá, còn sau mà anh chị mua thì em sẽ thay hết dây mới luôn. Trắng trẻo sạch sẽ lắm. Những dây này thì em test em lắp đại vào thôi. Bây giờ em sẽ quay sát cho anh chị xem cái máy nhá. Cực đẹp luôn đấy. Đây phần bảng điều khiển nên là em cho anh chị xem rồi này. Rất mới luôn. Đây là phần dây cáp nhé. Dây cáp này thì nó sẽ có hai điểm tiếp nối khác nhau. Đây, đây dây nguồn. Dây nguồn này con này nó hơi bị chuột gặm một xíu này. Em gắn em quấn keo này. Sản xuất năm 2007 nhé. Con này cách đây khoảng 5-7 tháng này em có bán một con như vậy này. Đấy Toto đây, đây là model này. Máy rất đẹp luôn chị ạ. Đây như đây, đây đúng là nó một cái bàn tử nhá. Nó một cái bàn tử ở đây. Cái đường này không biết để nó thoát nước hay đâu. Nhưng cái đường này thì em dùng trong suốt quá trình dùng thì mình sẽ không thấy nó chảy nước ở đây. Đó, đây đường nước thải thôi. Nói chung là rất mới chị ạ. Đây, mở lại cho anh chị xem phần trên này nhé. Con máy này nếu mà anh chị lắp đầy đủ phụ kiện luôn á, thì giá nó khoảng trên dưới 20 triệu nhé. Phụ kiện là lõi lọc mới, lọc thô, đổi nguồn, van vòi khóa, mở nước, nói chung các kiểu luôn. Chọn bộ đấy chị ạ, chọn gói luôn á. Đây là phần nối lọc bên trái này. Đây, phần bên này là cái phần bình đun nước nóng nhé, để nó vệ sinh bằng nước nóng. Tổng thể con này sẽ được khoảng trên dưới 95% gì ạ, nó đẹp lên keng luôn đó. Trừ cái sự cố nhỏ là cái dây nó bị chuột gậm này. Thực ra cái dây này mình thay được nhé, nhưng mà mình không có dây zin để thay gì ạ, nên mình để cái dây zin luôn cho nó đẹp. Chỗ nó gặm một tí thì mình dùng băng keo điện mình băng lại là ok rồi. Chứ thay cái dây Việt Nam mình vào thì nó hơi bị phí luôn. Nên em để dây nguyên zin luôn nhé. Thấy màu sắc thì thử đẹp, đẹp luôn này. Đấy, màu nào ra màu đó nó rất đẹp nhé. Rồi chị lấy bảo hành 1 năm nhé, đầy đủ phụ kiện chọn gói luôn, cả nó lọc mới luôn. Bán chị 21 triệu nhé. Anh chị đã quan tâm liên hệ với em, bây giờ chắc không lắp đặt được rồi, chắc phải qua Tết nhé. Bây giờ mọi người nghỉ hết rồi, thợ thuyền nghỉ hết rồi chị ạ. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video, chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị video sau.
Anh chị thấy video hay hãy like và chia sẻ video để ủng hộ kênh giúp em. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được những thông báo về những video mới nhất của kênh Hàng Nhật VIP. Đây là phần phía sau máy em quay ra cho chị xem rõ luôn này. Một số các hướng dẫn thì chị tháo cái phần nước xả với cả tháo phần nối lọc nhé. Đây chỉ lại anh chị phần này. Anh chị quay đằng sau như vậy nhé, thì dây bên trái dây nước cấp này, dây bên phải là dây nước ra để sử dụng nhé. Dây này em sẽ thay mới khi em bán cho chị, em thay mới luôn. Dây nguồn này, dây cáp này. Ở phần dưới đáy này nó có cái bàn từ em nói với chị đây, khi mà nước nó đầy lên cái khay này này là nó sẽ tự đóng ngắt nước, đóng điện luôn nhé, rất an toàn. Máy rất đẹp luôn, đây một số hướng dẫn cái van vòi lằng nhằng đây này. Em nghĩ đây là một cái bàn từ chị này, anh chị nhìn cái đường nước 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 xả nhé, nhìn này, đây đây được.